Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Hiện tại thì Lượng đang có mặt tại chợ Bái của xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn các bạn ạ. Hôm nay thì Lượng đưa các bạn đi chơi chợ phiên của người Tây và người Nùng ở bên Lạng Sơn này, xem họ có các mặt hàng gì để bán nha các bạn nhé. Chào cô ạ. Cái này là mật ong hả cô? Mật ong rừng hay mật ong nuôi đi ạ? Mật ong rừng à? Cho xem tí nhá. Mật ong rừng các bạn ạ. Rất là đặc luôn này. Mật tự nhiên. Cháu cảm ơn nhá. Đây, ngay khu vực cổng chợ đây thì mình thấy họ bán rau củ quả khá là nhiều này các bạn. Đó. Mít này các bạn. Đó. Măng khô các bạn, măng mai đi các bạn. Đó. Một trong những cái măng đặc sản trên vùng cao. Chám đen này chị. Cái này là mình làm chín rồi à? Mấy trong này. Chám đen. Chám đen cổ thụ hồi xưa. Các bạn ở ngay một khu vực ngoài này thì mình thấy họ bán nhãn này các bạn. Rất là nhiều luôn các bạn. Đây nhãn anh ơi. Này bán bao tiền cân anh ơi? 10.000 anh ạ. 10.000 một cân thôi à? Vâng, rẻ quá. Bây giờ thì mình đi vào trong chợ để các bạn khám phá này. Ở ngay khu vực cổng và chợ này thì mình thấy họ bán bánh này, đó, đậu phụ này các thứ các bạn ạ. Chào cô nhá, bánh rán này các bạn. Chào cô nhá, đậu phụ. Ở khu vực này thì họ bán đậu phụ rất là nhiều các bạn. Để mình đi thẳng vào trong xem họ có các mặt hàng gì để bán ở cái chợ phiên ngày hôm nay nhá. Bánh nướng. Ở chợ này ngoài ra thì họ bán bánh nướng rất là nhiều các bạn. Cho em xem tí nhá. Bánh đậu xanh 6.000 thôi. Wow, các bạn ơi, mình thấy cái này rất là thú vị này. Đó. Cái này là cái gì nhỉ cô nhỉ? Cao khô chợ Bái. Cao khô chợ Bái à? Nó như kiểu miến đấy nhỉ? Cái này nguyên liệu nó làm từ cái gì đẹp cô? Là gạo bao thai. Gạo bao thai à? Đặc sản à? Cái này thì mình làm kiểu gì ăn hả cô? Cái này thả nước sôi xong rồi cho thịt xuống. Cô làm như kiểu miến đấy thôi đúng không? Vâng. Vâng. Cháu cảm ơn nhá. Cái này nhà cô từ sản xuất này cô đi nhập về bán. Mình làm thủ công đi à? Vâng, cháu cảm ơn ạ. Chúc cô đắt hàng nhá. Các bạn ạ, chợ này thì không có khu vực xây dựng quy mô cụ thể đâu các bạn. Đa số là người dân họ căng cái bạt ra để bán hàng tránh mưa gió. Chào cô nhá. Cái này là quần áo của người Nùng à cô? Vải đấy mà. Cái nải à? Cái này là cái túi đúng không? Cái này mình tự làm đúng không ạ? Tự làm thủ công đấy ạ? Hay làm máy đấy ạ? Vâng, cháu cảm ơn nhé. Vâng. Mình đi vào trong này đưa các bạn đi khám phá xem ở bên trong này thì họ còn có các mặt hàng gì để bán nhé các bạn nhé. Hôm nay thì mình có dịp đến cái huyện Văn Quan này lần đầu tiên trong đời nên là có phiên chợ, mình tranh thủ đi quay ghi hình cái cảnh người dân họ sinh hoạt chợ phiên cho các bạn cùng tham khảo. Các bạn là cái cao khô này rất là nhiều. Từ đấy á? Thật không? Chào anh nhá. Này bán được nhiều hàng chưa? Bán được nhiều mà. Cái này là mình làm tự làm thủ công đấy à? Cái cao khô này. Cao khô đúng không? Gọi cao khô đúng không? Dạ vâng, đặc sản đúng không? Cảm ơn anh chị nhá, chúc anh chị đặt hàng nhá. Ở đây là hai vợ chồng à? Vâng, cảm ơn nhá. Ở đây thì là cái món đặc sản này các bạn, cho nên là đi chợ phiên thấy họ bán nhiều lắm, cao khô. Đặc sản ở khu vực chợ Bái này các bạn, của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn này các bạn nhé.
mình đi thử vào trong hướng trong này xem họ có các mặt hàng gì để bán các bạn ạ. Có đâu thì không biết là khu vực nông sản họ ở chỗ nào, mình lướt thử vào trong này xem khu vực họ bán nông sản đâu. Mình rất thích là đi quay những cái nông sản, vì là nông sản là một trong những cái gì đó đặc trưng của tất cả người dân ở trên vùng cao. Chào cô nhá, cái này là chè. Chè đấy. Chè trên này gọi. Thì cái này nhà mình tự trồng hay là chè cổ thụ ấy? Đây không có chè cổ thụ đâu đúng không? Vâng. Nay mình sao thủ công hay sao máy đi ạ? Sao bằng lòng luôn. Vâng, cảm ơn cô nhá. Rất là nhiều chè luôn các bạn. Đây có những cái quán bún, quán phở này các bạn, nó bình dân này các bạn, phục vụ người dân đi chợ thôi. Cháu chào cô nhá. Cô bán thuốc à cô? Mấy cái thuốc này gọi là thuốc gì đây cô? Thuốc này chứa thái hóa, vô hóa, thần kinh tọa. Chứa thần kinh tọa, vô hóa. Xong u gan, u phổi, u não này, cái này báo về u não này. U não à? Đun ở cái này, cái này là cái này là đun uống, cái này là phai pha chè, uống vào nó có u ở đâu, nó uống vào nó khắc phục biến hết. Thuốc tiêu u. Chứa vào u gan, u phổi, u não. Dạ vâng. Thế còn mấy cái này à? Cái này là viêm dạ dày, viêm đại tràng, viêm chân răng. Viêm dạ dày, viêm đại tràng, viêm chân răng. Vâng, đây này. Uống vào là khỏi à? Cái này uống vào là khỏi luôn. Cái này có ngâm rượu à? Cái này ngâm rượu đấy, thuốc ngâm rượu. Tất cả trong này là ngâm rượu hết đúng không? Mà. Cái này cô ngâm lâu chưa? Cái này ngâm khoảng 2-3 tuần rồi. Ngâm 2-3 tuần rồi, việc về ai mà mua về chỉ biết là sử dụng không thôi nhỉ? Cái này u gan, u phổi, u não. Thế à? Xong là u sơ, các đàn bà u sơ, u đang đấy, xong là uống về nó khắc chủ biến luôn. Thế cơ à? Toàn thân chủ biến luôn. Vâng. Cái đấy là kiểu thuốc chữa xương khớp ấy nhỉ? Chữa xương khớp thì làm sao là? Vâng. Cô là người Tây hay người Nùng đấy ạ? Người Mãn. Người Dao à? Dân tộc Dao. Vâng. Không thấy cô mặc quần áo người Dao chứ tưởng cô là người Tây hay người Nùng chứ. Vâng. Cô phải mặc quần áo người Dao mới đẹp. Cháu cảm ơn cô nhá. Vâng. Cháu hỏi tí, cái này là cái gì đấy ạ? Cái này dễ gió. Dễ gió ạ? Dễ gió, cái này bị cảm này xong bị hô này, bị mỏi mệt là lấy về ngâm rượu thế này chỉ cần đổ một nửa chén thế này tắm là khỏi hết mà. Dùng để tắm à? Cái này đổ vào một tí nước mà xong pha nước tắm là nó khỏe hết. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Vâng. Cô đang bắt mạch này các bạn. Có một chị gái đến bảo là cô bắt mạch để xem mà bốc thuốc các bạn. Cô đang bảo là bị gan nhiễm mỡ, gan nhiễm máu này, suy nhược cơ thể này các bạn. Cô thì được Hội Đông y Việt Nam trao tặng một cái bằng khen này các bạn nhé. Ở góc này các bạn, mình thấy có một bà cụ đang gánh lồng chó ra chợ để bán này. Ba lồng nha các bạn nhé. Ba lồng thì có ba con, với lồng một con các bạn ạ. Các bạn ơi, đi sâu vào trong này thì mình thấy họ buôn bán rất là nhộn nhịp này. Nó rất là nhiều người đến trao đổi buôn bán hàng hóa. Ngay trước mặt mình đây là khu vực họ bán thịt này các bạn, thực phẩm. Ở đây thì họ bày bán la liệt luôn con thịt đấy. Thì đa số là thịt lợn thôi các bạn. Đó. Bà ngoại sang xếp thịt đi. Để mình vào trong này quay đưa các bạn đi chơi và tham khảo cái chợ phiên. Đây họ còn có các mặt hàng gì để bán nhé. Các bạn có thể quan sát được khu vực họ bán thịt lợn này. Đó. Rất là đông vui nhộn nhịp các bạn ạ. Các bạn có thể quan sát khu vực bán thịt lợn này rất là đông vui nhộn nhịp này. Trải dài từ trên kia xuống dưới này luôn. Wow, bên trong này mình thấy nhộn nhịp lắm các bạn ạ. Mình đi thẳng vào trong này, các bạn đi khám phá. Ở đây họ bán hoa quả này các bạn. Hầu như là cái chợ này bán hoa quả là chủ yếu các bạn. Trong này thì có những cái gian hàng họ bán quần áo giảm giá đấy.
rất là nhộn nhịp các bạn ạ. Mình đi thẳng vào trong này xem nào. Các bạn có thể quan sát đông người chưa? Hiện tại đang là thời điểm cao điểm của chợ phiên các bạn nhé. Chợ phiên đây thì đông nhất vào cái khoảng khung giờ là tầm 8 giờ cho đến 9 giờ các bạn ạ. Ở trong này thì mình thấy có khu vực này họ bán gà này. Bán gà à. Cô nãy gánh cái chó vào trong này. Cô bán chó. Mình hỏi thử xem giá này bao nhiêu. Chó này giá bao nhiêu cô? Chó này giá bao nhiêu ạ? Bao nhiêu con ạ? Giá? Giá 350.000 một con. Đây có vài cái lồng gà này các bạn. Là gà công nghiệp thôi nhé, không phải gà bản đâu các bạn. Đây, các bạn thấy quá sát này. Đó, đây là khu vực đông nhất của chợ phiên ngày hôm nay các bạn. Mình thì đi khám phá vài cái chợ phiên ở bên Lạng Sơn rồi, nhưng mà hầu như là cái chợ, những cái chợ bình thường mình hay đi là vắng, nhưng mấy cái chợ này là hầu như là đông nhất rồi các bạn. Khu vực họ bán rau củ quả này, họ rất là đông người đến trao đổi các bạn, vô cùng là nhộn nhịp các bạn. Xin chào chú nhá. Cái này là mình đan từ những cái tre hả chú? À, cái này dùng để làm gì hả chú nhỉ? Kiểu hồi. À để đựng cái hoa hồi vào đây đúng không? Quay được, cái này quay tốt thì nó hái được nhiều tiền. Cái này là để ví dụ để gánh hoa hồi ấy. Hiện tại đang là mùa thu hoạch hồi đúng không ạ? Trèo đi vặt vào. Đeo ở bên hông ấy đúng không? Trèo lên cây là vặt. Móc ở trên cây đi ạ. Vâng vâng, cháu cảm ơn ạ. Trong này là khu vực họ bán lợn. Lợn này bán thế nào đấy chị gái? Lợn chị bán 1.500.000 một con. 1.500.000 một con. Con này là của chị hết à? Thế có lợn bên này cũng thế à? Giá cũng thế à? Cũng 1.500.000 luôn. Các bạn ơi, ở chợ này thì mình đi tất cả góc của chợ thì hầu như là bà họ bán hoa quả là chủ yếu các bạn. Nông sản là hầu như là không có đâu các bạn nhé. Như mình đi chợ Lộc Bình các thứ còn có khu vực họ bán nông sản. Còn cái chợ này chưa thấy có đâu các bạn, không biết được khu vực nào họ bán. Ở góc này thì mình thấy mấy cô bán khoai các bạn, khoai môn và hồng các bạn, ít chuối nha các bạn nhé. Chào cô nhá, cái này là măng gì đây ạ? À cô, cái này măng gì ạ? Măng rang à? À bán thế nào đây ạ? 15.000 hai bó à? À vâng. Ở đây mấy bà cô đang đi mua rau để phục vụ yêu cầu sản xuất. Chào chú nhá, chú ơi túi đẹp nhỉ, tiện nhỉ. Túi toàn đựng đồ ăn thì đeo cái túi này. Cháu ơi. Wow, đi vào trong này đông quá bạn ơi. Ở chợ này thì hầu như là họ đi chơi chợ thì tự yếu các bạn ạ. Còn nhiều người họ đi lang thang đi chơi thôi, không thấy họ mua sắm cái gì đâu. Đây các bạn ơi, ở góc này có một chị gái bán bánh nướng rất là chị gái. Chào chị gái nhá. Nay bán được nhiều bánh nướng nhỉ? Nay thì bán thế nào đây? 5.000 thì các bạn. Bánh ở đây à? Cho em xem tí được. Bánh nướng.
Bánh này ở đâu? Quảng Ninh à? Bánh ở đây gọi tiếng địa phương là pẻng à? Bánh gọi tiếng địa phương là gì? Bánh á? Bánh gọi tiếng địa phương là pẻng đấy. Pẻng à? Vâng, cảm ơn chị nhá. Chào cô nhá, cái này là cái cây gì đấy ạ? Đấy là cây thông đất. À, cây thông đất à? Cái này dùng để làm gì, làm thuốc hay làm gì đấy ạ? À, để làm thuốc các bạn. Cô đang bận bán hàng ở chút, cô bán xong mình hỏi cái này thuốc gì. Cái này thì cháu hỏi chút, cái này dùng để thuốc chữa bệnh gì hả cô ơi? À, phòng và điều trị bệnh teo não này, dùng để giảm chữa bệnh, giảm trí nhớ này các bạn đó. Cái thông đất nó mọc hoang đấy các bạn. Cái này các bạn đi theo đường ấy, thường thường gặp ở nó ở những cái ven đường ấy, nó mọc hoang rất là nhiều nha các bạn nhé. Mình không ngờ cái loại này cũng là làm thuốc được. Chào bà nhá. Hương này nhà bà tự làm à bà? À, bà bán bao tiền một bó đấy ạ? À, 20.000 ba bó. À vâng, cháu cảm ơn ạ. Các bạn ạ, cái khu vực bán bánh nướng ở cái chợ này thì mình thấy bán đắt hàng lắm các bạn. Có mấy gian và gian nào cũng rất là đông người các bạn ạ. Để một cái bánh đặc sản ở khu vực vùng này các bạn. Có mấy gian hàng kia và là cháy hàng rồi các bạn. Cháu chào cô nhá, cô đang thêu cái gì vậy hả cô? Cái này là cái gì ạ? Cái này là cái dây thắt lưng đây này. À, làm dây thắt lưng à? À, dây thắt lưng kiểu này đấy. Mình là người giao hay người người giao? Giao Bắc Sơn à? À, cháu quay cho hỏi tí. Ở Bắc Sơn thì gần đấy có chợ phiên không cô? Ở Bắc Sơn có chợ như này không ạ? Có mà. Chợ mở thứ mấy ạ? À, ngày 1, vâng, ngày 1, ngày 6. Dạ vâng. Chợ đấy đa số là người giao đúng không? Vâng. Ờ, hôm nào cháu phải lên đấy chơi. Ra chợ là không mặc quần áo người giao luôn. Không mặc quần áo người giao. Ngày 1, ngày 6. Vâng, cháu cảm ơn đấy. Cô là bán thuốc à? Thuốc là thuốc gia truyền đúng không? Vâng, gia truyền. Những cái gói này là mình về mang về đun nước uống à? Nhưng mà tất cả phải đun nước uống đúng không? Vâng, uống được. À vâng. Nhưng mà cái này là đau xương khớp này. Đau xương khớp. Đau xương đau khớp này. Đau xương đau khớp. À vâng, cháu cảm ơn ạ. À cái này chứa gan ạ. À, gan, còn gói này là thật này, đáy bằng, đáy ruột, đáy rắt, các thứ đấy. À vâng. Và còn gói này là giật dây này. Dạ vâng. Đây là đại tràng này. Có nhiều thứ lắm này. Thuốc đàn ông à? À. Bác nào yếu thì lấy đấy về đun nước uống đúng không? Ừ, còn cái này là cái thuốc gì đấy? Cái này là cái thuốc xoa bóp, còn cái chai này là đau răng ấy. À, chữa đau răng à? Xoa bóp tê bị chân tay, còn cái khác. Vâng. Các bạn ạ, cái chợ phiên này thì cũng rất là thú vị này. Đó. Chợ thì rất là đông và tấp nập các bạn ơi. Rất là nhiều những cái mặt hàng đặc sản, sản vật địa phương. À, mình thì vừa lướt qua một vòng để các bạn đi khám phá cái chợ này rồi. Có khi thì hiện tại mình cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình trong ngày hôm nay nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau các bạn ơi. Giờ thì mình tiếp tục di chuyển để mai đưa các bạn đi chơi, khám phá các chợ phiên khác ở khu vực tỉnh Lạng Sơn này các bạn nhé. Hiện tại cũng người dân cũng đổ đến chợ cũng khá là đông các bạn. Để chơi chợ phiên thì mình phải tranh thủ dậy từ lúc sớm, rất là sớm để đi chợ các bạn. Mình đi từ lúc 5 giờ, mình di chuyển từ thành phố Lạng Sơn xuống đây cũng mất là khá nhiều thời gian các bạn.